Lâu lắm không vào hóng livestream của anh em rồi, hôm nay thử mở xem là có ai còn cùng hóng của mình không nào. Hello cả nhà nha. Dạo này KOA nhiều thông tin hot quá mà công bận quá cho nên công chẳng có thời gian để cùng lên chia sẻ cùng hóng cùng anh chị em, cho nên hôm nay là tranh thủ khoảng một lúc để chúng ta cùng nhau giao lưu nha. Có anh chị em nào mà cùng hóng không nào? Có 4 anh em rồi. Hello cả nhà nha, chúc cả nhà buổi trưa tràn đầy năng lượng, tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc và tràn đầy thành công nha. Hello các anh chị em nha. Có bao nhiêu anh chị em, như là 10 anh chị em à, Trần Hằng, hello Trần Hằng. Chào sếp công ạ, wow, hello, xin chào, tuyệt vời quá, cảm ơn tất cả anh chị em. Huyền Nguyễn hóng quá chứ hả? À, hóng cùng chia sẻ cho anh em, cho bạn bè, cho đối tác của mình, cùng hóng những thông tin tốt nhất từ công nghệ SKA trên khắp thế giới nào. À, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ cái buổi livestream ngày hôm nay nhé, để chúng ta giúp cho bạn bè, người thân của mình biết, hiểu rõ hơn về công nghệ của mình. À, khi hiểu rõ hơn rồi thì mọi người tranh thủ để tận dụng cơ hội này. Nó sẽ là cái đòn bẩy tài chính cho chúng ta. Và chính vì vậy thì hôm nay chúng ta cần phải giúp cho bạn bè, người thân của mình biết, hiểu rõ hơn về công nghệ. Đúng không ạ? Và tránh vấn đề hiểu nhầm là giống như ngày xưa một số thông tin truyền thông ngày xưa cũng nói. Đó là tập đoàn SKA huy động vốn lừa đảo, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay chúng ta phải làm sao? Phải chứng minh ngược lại là chúng ta đang được thế giới đón nhận như thế nào. Đó. Rồi, cả nhà chờ công một chút, cả nhà cứ vào đi ạ. Hello Như Huế, hello Nguyễn Dung, hello bạn Duy. Hello Nga Nga nha, chào tất cả anh chị em nào. Chào Lê Quyết, Nga Nga, Dung, Hà Mạnh Hoạch, hello em. Rất là đông đúng không ạ, chào Lan Anh. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ cái buổi livestream ngày hôm nay nha, để giúp cho bạn bè, người thân của mình hiểu rõ hơn về những cái công nghệ mà chúng ta đang phát triển, đang đầu tư cũng như là đang ủng hộ. Đó, nhiều người thì vẫn chưa tin, chưa hiểu và chưa rõ về công nghệ của mình. Đó thì hôm nay chúng ta có thể cùng nhau trao đổi thêm những thông tin tốt nhất từ công ty, từ tập đoàn, để giúp cho bạn bè, người thân của mình cùng hiểu rõ hơn về cái thông tin này, hiểu rõ hơn về tập đoàn chúng ta, tránh vấn đề hiểu nhầm là SKA là cái thằng đa cấp tài chính hay là một thằng lừa đảo nào đấy. Nó chia sẻ là sợ người ta bảo mình đi hút máu người dân. Nhiều người nói những câu rất là buồn cười, đúng không ạ? Cuộc sống luôn luôn có những cái điều thú vị. Và hơn nữa, có rất nhiều người đã từng phản bác các chuyên gia, các tiến sĩ chuyên gia, giáo sư cũng như là các quan chức, có những người họ đã từng phản bác là chúng ta là những cái tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đứng lên đây để cùng nhau phân tích. Đó, đừng cùng phân tích, cùng mổ xẻ xem là chúng ta là một tập đoàn như thế nào. Rất 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 nhiều người phản bác, đúng không ạ? Có những cái diễn giả được gọi là những người thầy đứng trên sân khấu, giảng viên đào tạo hàng nghìn người, hàng chục nghìn người, hàng trăm nghìn người mà vẫn nói SKA là một cái mô hình kim tự tháp đa cấp, lừa đảo, bánh vẽ, không có sản phẩm thật. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, mổ xẻ xem là những cái họ nói và chúng ta đang nhìn thấy nó đúng hay không, đúng không ạ? Đó, thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau tăng bạn bè của mình, chia sẻ cho anh em bạn bè thật nhiều cái thông tin. Đó, chia sẻ để giúp anh em bạn bè làm sao nắm bắt được cái thông tin tốt nhất nha. Hãy chia sẻ buổi livestream hôm nay. Công rất là khuyến khích anh chị em chia sẻ, bởi vì công thích nói những cái sự thật.
Đó, thích nói cái sự thật để làm sao giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn vấn đề. Nếu như chúng ta còn băn khoăn, chúng ta chưa hiểu vấn đề mà chúng ta nói trên góc độ là cái suy nghĩ chủ quan của mình, thì chúng ta cần phải xem xét lại. Những ai ngày hôm nay đang nói Scoby là cái không tốt, Scoby không có thật, đúng không? Thì chúng ta có thể là sao xem xét lại vấn đề đó và cùng nhau vào cái buổi livestream ngày hôm nay để chúng ta phân tích, được không ạ? Anh chị em cùng tăng bạn bè của mình vào nhá, cùng chia sẻ nhá. Hello Lê Nhàn, hello anh Thiệp. Ok, cảm ơn anh Thiệp rất là nhiều. Ninh nấu nướng, chào anh Công. Ok, cảm ơn cả nhà. Nào cả nhà cùng tương tác nào, cùng tác các bạn bè của mình vào, cùng tương tác nha. À, cả nhà hãy cùng tương tác comment bên dưới để Công biết là anh chị em đang xem. Hơn nữa là chúng ta có những cái vấn đề gì chúng ta thắc mắc, chưa hiểu hay là chúng ta đã hiểu, thì chúng ta cứ comment lên để Công biết là anh chị em đang tương tác, đúng không ạ? Em chào Hình Đào. Ok nào, lên ngàn Thanh Thảo. Em chào chị Thanh Thảo. Chào tất cả anh chị em. Chúng ta mới có 26 anh chị em thôi, chúng ta có thể là tương tác, chia sẻ cái buổi livestream ngày hôm nay, chia sẻ đường link, chia sẻ tương tác, tăng các bạn bè của mình vào đó, để giúp cho anh em bạn bè của mình đi vào cùng nhau tương tác cái buổi trưa ngày hôm nay. Bởi vì là tranh thủ buổi trưa chúng ta có thể là trao đổi, có thể ngồi với nhau để nói chuyện nó hiệu quả hơn, đúng không ạ? Thời giờ này cũng là giờ chuẩn bị đến giờ nghỉ ngơi rồi, nên là chúng ta tranh thủ để làm sao chúng ta cập nhật nạp những cái thông tin tốt nhất cho chúng ta cho một ngày làm việc thật hiệu quả đó. Em chào chị Hiền, hello chị Hiền leader. À, Hiền chào tỷ phú đẹp trai ấy. Rồi thank you chị rất là nhiều. Nào, chúng ta hãy cùng tương tác bạn bè của mình vào đi ạ, hãy cùng tương tác và chia sẻ đi ạ. Bởi buổi ngày hôm nay là Công sẽ phân tích nói rất là nhiều vấn đề. À, có rất nhiều thông tin, có rất nhiều cái cơ quan báo chí ngày xưa có những cái blog cá nhân, có những cái trang trên YouTube, trên TikTok, có rất nhiều người họ đã nói Scoby là cái mô hình bánh vẽ, và nhiều người đã khuyên rằng đầu tư vào Scoby là một cái rủi ro cực kỳ lớn và thậm chí là có khả năng mất trắng tiền. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích, cùng nhau mổ xẻ phân tích và mổ xẻ thật rõ ràng xem là Scoby có đáng để chúng ta đầu tư không, và những ai đang đầu tư và đang lo lắng thì chúng ta có nên tiếp tục đầu tư hay không, thì trong cái nội dung của buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ, có được không ạ? Rồi, anh chị em cùng nhau tương tác vào đây nào. Chúng ta hãy comment, hãy tương tác thật nhiều anh chị em vào để cho cái buổi chúng ta thật năng lượng, giúp cho bạn bè người thân của mình hiểu thật sâu về công nghệ của mình, được không ạ? À, thấy em Công cười tươi là vui rồi hả? Em thì lúc nào em cười tươi ạ. Cảm ơn chị Thanh Thảo rất là nhiều. Rồi, chúng ta hãy cùng tương tác bạn bè của mình thế nào. Hãy cùng comment nào để chúng ta biết được là Scoby là một tập đoàn như thế nào, có đáng để chúng ta hợp tác hay không, và chúng ta có đáng để cho Scoby cho chúng ta đầu tư hay không. Đó, thì chúng ta hãy cùng nhau tương tác, cùng nhau comment, cùng nhau chia sẻ để giúp chúng ta có thật nhiều kiến thức hơn, đúng không ạ? Ok nào, chúng ta sẽ là có hơn 30 anh chị em rồi. À, số lượng mà tăng lên nữa thì càng tuyệt vời hơn. Chào tỷ phú Giang. Giang con nương, chào tỷ phú Giang nha. Đó, thì anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Những anh chị em đã đầu tư vào tập đoàn chúng ta là những người đã ủng hộ cho công nghệ Scoby thì đều nắm rõ được rất nhiều thông tin rồi. Tuy nhiên là có rất nhiều người, có rất nhiều diễn giả, chuyên gia này nọ đó, họ có những thời điểm, có những thời điểm họ đã làm sao, họ đã công bố những cái trên những cái video của họ, trên những cái trang của họ, thậm chí là trên truyền thông công bố nói rằng tập đoàn Scoby là một cái tập đoàn đa cấp, một tập đoàn lừa đảo xuyên quốc gia đó. Vậy thì cái câu chuyện ngày hôm nay tại sao Công cần phải đưa ra cái vấn đề này để giúp cho anh chị em hiểu được là chúng ta có đúng là một cái tập đoàn lừa đảo xuyên quốc gia hay không, và nếu như nó lừa đảo được xuyên quốc gia thì các tổ chức chính phủ cũng như là báo chí truyền thông thế giới họ có hợp tác cùng với tập đoàn này cùng lừa đảo hay không, đúng không ạ? Và anh chị em đều nhận thấy một điều rằng trong thời gian qua thì chúng ta đã nhận được rất nhiều cái nguồn thông tin từ thế giới, rất nhiều cái nguồn thông tin từ đài truyền hình các quốc gia như là Pháp, như là Ấn Độ, như là Ả Rập Xê Út, đúng không ạ? Như là Mỹ vừa rồi thì rất nhiều thông tin, đúng không ạ? Đó, Iran,
ở Việt Nam, đó, Indonesia, đó, ở Nhật Bản, Nga, rất nhiều đài truyền hình quốc gia người ta đưa tin về Scoway. Vậy thì cái câu chuyện là họ đưa tin tiêu cực hay là tích cực? Đó, và thậm chí ở Việt Nam vừa rồi chúng ta đã nhìn thấy trong mấy ngày hôm nay cũng bùng nổ về thông tin của Scoway trên tất cả các tạp chí và đài truyền hình. Có đúng không anh chị? Và anh chị đều nhận được cái thông tin đó, có đúng không ạ? Đó, anh chị đều nhận được cái thông tin đó. Vậy thì chúng ta hiểu được một điều là tất cả những cái thông tin ở Việt Nam cũng như thế giới trong mấy ngày hôm nay, họ đều nói rất rất nhiều về công nghệ Scoway. Và họ đều mong muốn một điều rằng công nghệ này sẽ sớm ra thị trường để phục vụ cho đất nước, phục vụ cho các quốc gia, để giải quyết vấn đề cho xã hội. Thế thì chúng ta nhìn thấy một điều rằng chúng ta đang đầu tư, đang ủng hộ, đang góp vốn, đang sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp mà được tất cả các đài truyền hình lớn trên thế giới họ đều nói đến. Thì chúng ta nhìn thấy điều gì ạ? Có đúng là chúng ta đang đầu tư đúng vào một công ty có thật không ạ? Và có đúng là một công ty làm sao? Một công ty không lừa đảo không ạ? Còn nếu như công ty Scoway, tập đoàn Scoway mà lừa đảo xuyên quốc gia thì chắc chắn là những cái tổ chức đài truyền hình và các cơ quan báo chí thế giới cũng như ở Việt Nam mấy hôm nay họ đều hợp tác với cái tập đoàn lừa đảo đó rồi. Và họ đều làm sao? Họ đều nói rất tốt cho tập đoàn. Có đúng không anh chị? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta không cần phải phân tích quá nhiều về vấn đề là đúng hay sai, mà chúng ta nhìn thấy thực tế là thế giới người ta đã đón nhận Scoway rất nhiều. Người ta công bố những cái lộ trình của Scoway, người ta đã có những kế hoạch để làm sao để đưa Scoway ra thị trường vận tải toàn cầu. Hơn nữa là tập đoàn chúng ta đang được ủng hộ và hỗ trợ bởi chính phủ của Ả Rập Xê Út, một trong những cái chính phủ gần như là đang là người ta được ví là một cái quốc gia đại gia của thế giới. Đó, đại gia của thế giới. Thế thì nếu như chúng ta đang được hỗ trợ bởi những chính phủ của Ả Rập Xê Út thì lý do gì chúng ta phải nghi ngờ những cái điều mà những cái blog cá nhân, những cái anh chuyên gia chứng khoán này nọ, hay là những cái anh diễn giả này nọ, đúng không ạ? Chả biết diễn giả thật hay diễn giả giả. Nhưng tóm lại là lên truyền thông, lên cộng đồng mà phân tích, mà mổ xẻ về một cái vấn đề mà chưa biết rõ thì chẳng khác gì một người bình thường, mà thậm chí còn một người tầm thường, còn không bằng một người tầm thường. Có đúng không anh chị? Chúng ta đã từng nhìn thấy có những người họ lên truyền thông, họ lên kênh của họ và họ nói, họ phỉ vào nội Scoway là Scoway không có cái sản phẩm thật, mà ngay trong 2-3 tháng vừa rồi thôi ạ. Mới 2-3 tháng trước họ còn nói là gì ạ? Scoway không có sản phẩm thật. Vậy thì chúng ta là những người có kiến thức, chúng ta tin vào truyền thông thế giới và những cái tổ chức lớn thế giới, hay chúng ta tin vào một cá nhân? Thì anh chị tự đưa ra quyết định nha. Công không quên anh chị đâu ạ. Đó ạ. Công sẽ không quên anh chị là tin vào đâu, và Công chỉ khuyên anh chị là chúng ta nên tin vào đâu thôi ạ. Tin vào một người bình thường, tin vào một người gì ạ? Một người chỉ là trong cái lĩnh vực của họ thôi, họ chỉ hiểu biết trong lĩnh vực của họ thôi. Hay chúng ta tin vào những cái cơ quan báo chí truyền thông thế giới cũng như là chính phủ thế giới, chính phủ Ả Rập Xê Út ạ. Anh chào Lý Văn Long, hello em. Đó, thì chúng ta tự đưa ra quyết định nha. Công không đưa ra quyết định cho anh chị ạ. Và Công không khuyên anh chị là nên tin bên nào. Công chỉ nói những cái đúng thôi, những cái sự thật thôi, những cái diễn ra ngày hôm nay thôi, để giúp anh chị em là có cái góc nhìn đúng nhất. Bởi vì trong một cái sự việc, chúng ta nhìn theo một góc nhìn thì nó sẽ ra một cái vấn đề thôi, nhưng chúng ta nhìn vào đa chiều thì nó sẽ ra rất nhiều vấn đề. Có đúng không anh chị? Và nếu như chúng ta nhìn theo 3 góc, 4 góc thì cái vấn đề nó mới được mở rộng ra. Và chúng ta sẽ hiểu được một điều là gì? Là chúng ta cần phải lựa chọn theo cách nào. Còn nếu như anh chị em chỉ nhìn theo một góc, đó là gì? Đó là nghe một cái thông tin cách đây 3 năm trời họ nói là Scoway lừa đảo, sau đó anh chị dập tắt ngay trong đầu và ghim ngay vào Scoway lừa đảo, thì anh chị đúng là sai lầm. Trẻ con nó còn không làm như thế. Anh chị không bằng một đứa trẻ con đâu ạ. Bởi vì đứa trẻ con nó còn biết phân biệt, phân tích 2-3 hướng khác nhau, nhìn theo nhiều góc khác nhau. Vậy mà anh chị chỉ nhìn một góc, sau đó thì anh chị dập ngay. Đấy là cái điều gì? Anh chị không bằng một đứa trẻ con đâu ạ. Đó. Và cho nên chính vì thế ngày hôm nay anh chị em có thể là sao? Tự đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình. Nên đầu tư vào tập đoàn hay không, đó là phụ thuộc vào cái sự hiểu biết cũng như là góc nhìn của anh chị.
Bởi vì đối với Công và tất cả những nhà đầu tư đã đầu tư vào Scalable thì đều hiểu được một điều, đây là một công nghệ thay đổi cả thế giới trong tương lai. Đây nó sẽ là một cái hạng mục thay đổi cả thế giới trong tương lai. Nó không chỉ là một cái phương tiện giao thông, một cái hệ thống giao thông thông thường thôi ạ, mà nó sẽ là cái để thay đổi cái cục diện của thế giới trong tương lai đó ạ. Thay đổi cả nền kinh tế luôn, chứ không phải thay đổi riêng về vấn đề về giao thông đô thị, mà nó còn thay đổi cả nền kinh tế của các đất nước trong tương lai luôn ạ. Đó, thank you Văn Kế nha. Ok em. Đó, em chào chị Trúc, chị Trúc Linh, Mai Trúc Linh. Thank you các anh chị em rất là nhiều. Đó, vậy thì chúng ta hiểu được một điều, chúng ta đang tham gia vào một cuộc cách mạng, đang tham gia vào một cuộc cách mạng giao thông rất lớn, rất khổng lồ của thế giới. Và dự án của chúng ta, tập đoàn của chúng ta sẽ được ghi vào sử sách muôn đời về sau. Bởi vì chúng ta không có chỉ vấn đề là phát triển 1, 2 hay 3 năm, hay 5 năm hay 10 năm, mà chúng ta phát triển hàng trăm năm, 200 năm về sau. Khi công nghệ chúng ta xây dựng ra thị trường rồi, chiếm lĩnh thị trường rồi, thì chúng ta cứ thế mà phát triển hàng 200 năm về sau, chứ không phải là một vài năm đâu anh chị. Cho nên nếu như chúng ta tầm nhìn chúng ta chỉ từ tuần lương này đến tuần lương khác, từ tháng lương này đến tháng lương khác, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được điều đó. Và khi nào anh chị hiểu được một điều là chúng ta đầu tư vào đây, chúng ta nắm giữ sở hữu cổ phần của doanh nghiệp này, là chúng ta đang nắm giữ một khối lượng tài sản khổng lồ để lại đời đời cho con cháu về sau. Nếu như chúng ta muốn, chúng ta không bán đi, thì chúng ta sẽ để lại đời đời cho con cháu về sau. 100 năm sau anh chị không bán một cổ phần nào thì cổ phần anh chị sẽ là hàng nghìn đô la Mỹ, là chuyện bình thường. Và con cái của anh chị sẽ là người được thừa hưởng cái điều đó, chứ không phải là riêng bản thân anh chị ngày hôm nay được thừa hưởng. Mỗi một cổ phần của chúng ta trong tương lai nó có giá hàng nghìn đô la là chuyện bình thường. Khi mà 10, 20 năm sau, 30 năm sau nữa, 50 năm sau nữa. Và cái điều đó là điều chúng ta cần phải có cái tầm nhìn hàng trăm năm. Đừng tầm nhìn hạn hẹp. Đừng mang một cái tư duy của một người tầm thường đi so sánh với lại một cái tư duy của một nhà khoa học, cũng như là một nhà phát minh. Đó, cho nên chúng ta cần phải có cái tư duy lớn hơn, tầm nhìn xa hơn, để chúng ta đón nhận những cái thông tin tốt nhất từ Scalable. Bởi vì chúng ta sẽ không có cơ hội lần thứ hai để hợp tác với tập đoàn. Đó, không có một cái cơ hội lần thứ hai để chúng ta được hợp tác với tập đoàn. Anh chị em có hiểu một điều là khi công ty đóng lại cánh cửa đầu tư, khi công ty không còn cần vốn của anh chị nữa, anh chị có tiền tỷ, tiền trăm tỷ đấy chăng nữa, anh chị không thể nào đi mua cổ phần gốc của công ty trong cái thời điểm mà mấy trăm đồng Việt Nam như ngày hôm nay đâu ạ. Một cái cổ phần của một công ty vô cùng giá trị, với cái mệnh giá cực kỳ thấp, chỉ có mấy trăm đồng thôi, nó còn rẻ hơn cả một cái cây hành mà anh chị không sở hữu, thì quá đáng tiếc cho anh chị. Mà thậm chí anh chị lại còn đi nghe thông tin này, thông tin nọ, sao lại sợ hãi. Cứ đúng không anh chị? Thông tin tốt chúng ta lại không đi tham khảo, chúng ta lại không đi làm sao, không đi tìm hiểu, không lắng nghe, không nghe ngóng thông tin tốt. Hàng nghìn thông tin tốt bên ngoài kia không nghe, mà đi nghe có 2-3 thông tin xấu thôi là anh chị đã hoang mang rồi. Thì cái điều đó anh chị thực sự là quá non ạ. Công phải nói một câu, mặc dù nó hơi khó nghe một tí, nhưng thực sự là những ai mà đang run sợ đối với Scalable thì phải nói là người đó cực kỳ non. Cực kỳ non đó anh chị. Quá tầm thường ạ. Bởi vì hàng vạn thông tin tốt mà không nghe, lại đi nghe vài thông tin xấu, thì có phải là một người quá tầm thường không ạ? Có đúng không anh chị? Và chúng ta cần phải thay đổi, có cái suy nghĩ sâu hơn, có chiều sâu hơn, có tầm nhìn cao hơn, tầm nhìn xa hơn. Và người ta nói rồi, tầm nhìn càng xa thì túi tiền càng nhiều. Và nếu như anh chị có tầm nhìn hàng vài chục năm về sau, anh chị xác định đầu tư ở đây, anh chị xác định chơi một cuộc chơi dài hạn với tập đoàn, mua cổ phần để đó 2, 30 năm sau, 50 năm sau cũng được, là chúng ta thắng rất lớn đó ạ. Còn nếu chúng ta đầu tư vào một thời gian mà cứ sốt ruột lên sàn hay không, có những người đầu tư 250 đô sau lại sốt ruột bảo là anh ơi cổ phần lên sàn chưa, anh bán giúp em tài khoản em, ngày xưa em đầu tư 250 đô, anh bán giúp em ấy. Thực sự bán 250 đô đáng cái gì anh chị? Thế mà có những người suốt ngày đòi bán, chả hiểu vì sao. Mà tại sao
mới có cái câu chuyện là chỉ đầu tư được 250 đô. Và những người như vậy công khẳng định một điều là cả cuộc đời họ sẽ nghèo khó, rất vất vả. Đó. Cho nên chúng ta cần phải có tầm nhìn. Tầm nhìn càng xa, tầm nhìn càng xa tí, túi tiền anh chị càng nhiều. Và nếu như chúng ta có cái suy nghĩ ngắn, suy nghĩ nông cạn, suy nghĩ làm sao, à ngày hôm nay chỉ muốn làm sao, muốn đi buôn thôi, thì anh chị không bao giờ giàu được. Bởi vì tư duy của một người đi buôn bán nó khác với lại một người đầu tư. Tư duy buôn bán là anh chị mua thấp, anh chị mua 2 đồng anh bán 3 đồng là anh thắng. Anh chị mua 10.000 anh bán 12.000 là anh thắng. Thì anh không bao giờ giàu được. Còn chúng ta đang có cái tư duy đầu tư là đầu tư một nó tăng lên hàng nghìn lần chứ không phải là thắng không phải không mấy lần. Anh chị có hiểu không ạ? Ngày hôm nay chúng ta đầu tư 1.000 chúng ta có thể thắng hàng nghìn lần trong tương lai. Một vài năm nữa khi cổ phần lên sàn có thể nó đạt 10 đô, anh chị thắng bao nhiêu lần ạ? Từ 1.000 đô anh chị có thể lên gấp hàng nghìn lần so với cái giá trị gốc ban đầu. Đây mới là đầu tư, đây mới là tầm nhìn lịch sự. Thế vậy mà có những người lại không hiểu điều đó. Và vẫn làm sao? Vẫn tin là Scoy là một cái mô hình lừa đảo. Thậm chí còn không hiểu bản chất về đầu tư ở đây là gì. Chính vì thế tại sao họ liên tục họ đòi bán tài khoản. 200 đô, 500 đô cũng đòi bán tài khoản. Khổ thực sự anh chị ạ. Và nếu như chúng ta còn như thế thì chúng ta có phát triển được không ạ? Nếu chúng ta tiếp tục có cái tư duy như vậy thì liệu chúng ta bao giờ chúng ta mới thay đổi về tài chính gia đình nhà mình được? Bao giờ mới giúp cho gia đình nhà mình bứt phá được? 250 đô, 500 đô còn đòi bán để lấy tiền về chi trả cho cuộc sống của anh chị thì anh chị thực sự là nghèo muôn đời, đáng nghèo muôn đời chứ không phải là nghèo đó. Anh chị hiểu không ạ? Và công mong một điều và công tin một điều rằng trong cái buổi live stream ngày hôm nay, sau cái buổi live stream ngày hôm nay thì tất cả anh chị em, những người xem sẽ không mong là mình bán cổ phần sớm. Có được không ạ? Và cũng hy vọng một điều là khi lên sàn anh chị em đừng có bán đi vội. Đừng có bán đi vội, sau này khoảng vài năm nữa lên sàn chúng ta lại vội vàng bán đi với giá 1 đô thì anh chị phải mất bỏ ra để làm sao để quay lại mua lại với giá là 5 đô là chuyện bình thường. Khi anh chị bán 1 đô thậm chí anh chị mua lại cái giá 5 đô không mua được nữa. Và phải mua 6 đô, mua 7 đô. Vừa rồi trong một cái nhóm của Tây đó, nhóm group của Scoy ở Tây đó, người ta hỏi một câu là khi nào thì Scoy đạt 50 đô? Thì có một anh trả lời sớm thôi. Rất nhanh. Rất nhanh sẽ đạt 50 đô một cổ phần. Vậy mà chúng ta chẳng có một tầm nhìn để làm sao để chúng ta đưa ra quyết định là đầu tư sở hữu nắm chặt thật chặt cái cổ phần của mình để làm sao giúp cổ phần mình bền vững ở trong tay của mình và đừng bao giờ bỏ ra một cổ phần nào để bán với giá trị 1 đô, 2 đô, 3 đô. Nó thực sự là không đáng để chúng ta bán giá đó. Bởi vì để bán giá đó thì anh chị thà anh chị cứ để đó để hưởng cái lãi kép. Bởi vì trong quá trình đầu tư chúng ta sẽ có cái lãi kép. Đó là khi công ty phát triển đem về lợi nhuận chúng ta sẽ có được cả hai cái. Đó là gì ạ? Dòng tiền và lãi vốn. Thế thì tội gì chúng ta bán đi, đúng không ạ? Và có rất nhiều người vẫn có tư duy như vậy. Thì chúng ta cần phải xem xét lại nha. Đó, chúng ta cần phải xem xét lại để chúng ta đưa ra quyết định. Thứ nhất là muốn giàu có hơn, muốn có 1.000 tỷ trong tương lai thì chúng ta cần phải làm sao? Sở hữu thật nhiều cổ phần, 1 chục triệu cổ phần. Có anh chị em nào ở đây chúng ta đã sở hữu 10 triệu cổ phần chưa? Ở đây đã có anh chị em nào chúng ta sở hữu 10 triệu cổ phần trở lên chưa ạ? Cả 1.000 giao thông, đúng rồi. Và chủ tịch chúng ta có nói một câu là chúng ta hoàn vốn trong một ngày, không phải là 20 năm, không phải là 2 năm, không phải 5 năm, không phải 10 năm, mà thậm chí khi chúng ta ra thị trường chúng ta hoàn vốn trong một ngày anh chị em ạ. Đó. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta đừng dại dột gì đi bán đi. Bởi vì khi trong tương lai khi mà công nghệ mình phát triển ra thị trường rồi, cả thế giới sẽ ký hợp đồng để xây dựng công nghệ của mình. Bất kỳ nơi nào người ta cũng cần đến công nghệ của chúng ta hết ạ. Thế thì lý do gì chúng ta phải bán vội? Lý do gì chúng ta phải bán non? Có đúng không anh chị? Đây bạn Duy được 1 triệu cổ phần, chúc mừng bạn Duy. 1 triệu cổ phần. Khi mà đạt 1 đô chúng ta có 1 triệu đô rồi.
Khi mà đặt 10 đô, bạn có 10 triệu đô. Và chúng ta nhìn thấy là một cổ phần của một doanh nghiệp tiềm năng mà lên sàn, nó không bao giờ dừng ở giá 1 đô hay 2 đô hay 5 đô đâu ạ. Chúng ta thừa hiểu điều đó. Đó. Đúng rồi ạ. Kim Thư nói là đầu tư vào Scalway, chúng ta đang có 700 kỹ sư làm việc cho mình. Và thời điểm này chúng ta đã có hơn 1.000 các kỹ sư cùng với nhân viên. Tổng số lượng những công nhân, những kỹ sư đang làm việc cho chúng ta là có hơn 1.000 người rồi anh chị em ạ. Hơn 1.000 người rồi. Chúc mừng chị Hiền đã có 2 triệu cổ phần. Phạm Thu Hà đã có 1 triệu cổ phần. Đó. Chúng ta đang có cơ hội để chúng ta sở hữu cổ phần của hàng trăm công ty khác nhau trong tương lai. Nó không phải là một công ty, mà chúng ta tổng công ty. Tổng công ty và chúng ta có cơ hội để làm sao? Để nắm giữ hàng trăm công ty trong tương lai anh chị em ạ. Vậy mà chúng ta không biết đón nhận thì quả thực sự là đáng tiếc. Vô cùng đáng tiếc cho những ai mà vẫn chưa biết cơ hội và chưa đón nhận cơ hội này. Chúng ta có hiểu điều này không ạ? Có rất nhiều người đầu tư và vẫn chưa hiểu, có đúng không ạ? Và chúng ta cần phải hiểu kỹ hơn. Nếu như chúng ta sở hữu 1 triệu cổ phần, 10 triệu cổ phần, 20 triệu, 40 triệu cổ phần thì sao? Nếu chúng ta có 40 triệu cổ phần chúng ta thì sao ạ? 1 đô chúng ta có 40 triệu đô rồi. 10 đô là bao nhiêu ạ? 10 đô chúng ta có 400 triệu đô anh chị em ạ. Và nếu câu chuyện trong tương lai nó lên 100 đô một cổ phần thì sao ạ? Về cái câu chuyện của các tập đoàn khác đã đi qua, giống như là Apple, giống như là Facebook, giống như là Google, Amazon, Alibaba, hay đơn giản là Zalo của Việt Nam chúng ta. Zalo của Việt Nam ngày hôm nay giá trị một cổ phần cũng rơi khoảng tầm 1.850.000 một cổ phần. 1.850.000 của một cổ phần anh chị em ạ. Đó. Tức là nó cũng rơi vào bao nhiêu? 60-70 đô một cổ phần chứ ít đâu ạ. Nó rơi vào tầm 70 đô một cổ phần, nó không rẻ tí nào luôn. Vậy mà chúng ta đang có cái cơ hội để chúng ta làm sao? Chúng ta nắm giữ cái cổ phần của một công ty giá trị với cái mệnh giá cực kỳ thấp như ngày hôm nay là cái đòn bẩy tài chính vô cùng lớn cho chúng ta. Trong khi đó mà chúng ta lại không nắm giữ, mà chúng ta lại vẫn vất vả bỏ gì ạ? Thời gian, công sức, sức khỏe của mình đi kiếm tiền. Vẫn sử dụng tứ chi để làm việc để kiếm tiền. Mà trong khi đó cái cơ hội ngay trước mắt chúng ta không biết. Thực sự là tiếc cho những người làm sao biết mà không đón nhận. Thực sự đó là quá đen đó ạ. Với những ai mà biết mà không đón nhận thì thực sự là quá đen đối với họ. Phải nói là quá đen đối với họ luôn. Bởi vì công hiểu được một điều là công ty chúng ta thời điểm là thời điểm đã thành công rồi. Các quốc gia đã ký hợp đồng mà mầm rồi. Những cái dự án lớn hàng tỷ đô la đã sẵn trước mặt rồi. Mà chúng ta lại không biết đón nhận thì thực sự là không hiểu chuyện gì đang xảy ra với những người như vậy. Và anh chị em có nhìn thấy là họ có nhiều không ạ? Có nhiều người như vậy xung quanh của mình không anh chị? Chúng ta gặp rất nhiều đúng không ạ? Và điều đó là điều đúng đấy ạ. Bởi vì xã hội này không phải ai cũng là người hiểu ra vấn đề. Không phải ai cũng là người nhận ra cơ hội. Và phần nào họ chỉ tin vào cuộc đời của họ, lựa chọn của họ ở chỗ gì ạ? Ở chỗ công việc họ đang có. Và họ tin đấy là lựa chọn đúng của họ. Cho nên họ không còn tin vào bất kỳ ai chia sẻ cho họ những thông tin giá trị hơn nữa. Và chính vì vậy họ nằm im một chỗ và không thay đổi được gì. Còn chúng ta thì sao ạ? Những anh chị em nào đã đầu tư nắm giữ cổ phần của Scalway, ngày hôm nay công nhìn thấy đều thay đổi hàng ngày. Và gần như là cười suốt ngày đó ạ. Có anh chị em nào cười suốt ngày không ạ? Có anh chị em nào cười suốt ngày không ạ? Bởi vì làm sao? Bởi vì mừng, bởi vì hạnh phúc, bởi vì vui sướng. Bởi vì biết được doanh nghiệp của mình đang phát triển rất mạnh mẽ. Có rất nhiều cái người họ căm ghét Scalway, họ ghét Scalway, họ phản bác, họ nói xấu. Họ làm mọi thứ để làm sao để nói xấu Scalway, để giảm uy tín của Scalway. Nhưng điều đó không thể nào hại giết được chúng ta. Những cái điều đó nó không giúp cho chúng ta đi xuống, mà thậm chí nó còn giúp chúng ta đi lên. Nó còn giúp cho nhiều người biết đến Scalway hơn. Và nhiều người họ hiểu biết thì họ tìm đến những thông tin tốt hơn.
Đó. Cho nên chúng ta hiểu một điều là ngày hôm nay chúng ta là những người vô cùng hạnh phúc, bởi vì chúng ta đã đón nhận ra cơ hội này, bởi vì chúng ta đã nhìn thấy cái cơ hội này và chúng ta đã đón nhận nó, đã nắm trong tay. Và cầu mong anh chị em chúng ta hãy nắm thật chặt trong tay, đừng bao giờ buông cầu ấy ra, được không ạ? Hãy nắm thật chặt trong tay và đừng bao giờ buông ra. Bởi vì nếu anh chị em buông scoreway ra và đi nắm lấy cái thằng khác, chưa chắc anh chị đã thắng bằng scoreway. Và cái câu chuyện rất nhiều người có một cái suy nghĩ, có một cái tư duy, đó là gì? Đầu tư vào cái này để có tiền trước, bỏ scoreway ra trước, đầu đem tiền đi để sao để đầu tư vào cái khác, đem về lợi nhuận để lấy về đầu tư scoreway. Là một cái tư duy sai. Và phần đa những người họ bỏ, họ buông scoreway ra và bắt đầu nắm lấy cái thằng khác, một cái sân sàn tài chính nào đó, lãi ngày lãi kép, vân vân, và họ mất tiền ở đó, thì họ mất cả hai, vừa mất scoreway và vừa mất ở thằng sàn tài chính. Và đã có rất nhiều người như vậy rồi. Và công tin một điều rằng công hy vọng một điều nữa là trong tất cả anh chị em xem cái buổi ngày hôm nay, chúng ta hãy tránh cái vấn đề là buông scoreway để đi làm với thằng khác, để đưa đầu tư thằng khác, đúng không ạ? Để chúng ta mất tiền thằng khác rồi là mất cả scoreway. Chúng ta đang có một cái đại dương vô cùng lớn, tại sao chúng ta phải đánh đổi để lấy một cái ao tù hả anh chị? Không có một lý do gì mà chúng ta đi đổi đại dương để lấy ao tù cả. Chỉ có những kẻ ngốc họ mới làm điều đó mà thôi. Vậy thì anh chị đừng biến mình thành những kẻ ngốc để chúng ta đi làm sao đổi đại dương để lấy ao tù, được không ạ? Ok ạ. Rồi, em chào anh Quá, em chào anh Quá xem Sài Gòn, rất là tuyệt vời. Hello anh trai. Chào thủ lĩnh siêu đẹp trai. Cảm ơn anh Quá rất là nhiều. Rồi. Đó thì quay lại câu chuyện là chúng ta là những người hiểu biết. Vậy thì hãy cho cả xã hội này nhìn thấy cái sự hiểu biết của chúng ta, cái sự thông minh, cái sự thông thái, cái tầm nhìn của chúng ta như thế nào. Đó là chúng ta hãy nắm thật chặt scoreway và đừng bao giờ buông ra. Và công tin là anh chị em sau buổi livestream ngày hôm nay, chúng ta sẽ nắm thật chặt thực sự để cùng công nắm chặt cái cơ hội này. Hơn nữa là chúng ta, thay vì là chúng ta chỉ nắm chặt, thì tại sao chúng ta không cùng thúc đẩy công nghệ phát triển? Thay vì chúng ta chỉ nắm chặt cổ phần, tại sao chúng ta không cùng thúc đẩy và cùng sở hữu thêm cổ phần? Và nếu như chúng ta cùng thúc đẩy bằng cách là chúng ta hợp tác với công ty quảng bá công nghệ, giống như các truyền thông, giống như các đài truyền hình, giống như các tờ báo ở Việt Nam, VN cũng lại như vậy, Thanh Niên, rồi lại gì ạ, VTV8, đó, VTC, rất nhiều đài truyền hình cũng đang quảng bá. Vậy tại sao chúng ta không, thay vì chúng ta chỉ đầu tư không, chúng ta không cùng quảng bá giống như các đài truyền hình để làm sao để thúc đẩy công nghệ mình phát triển nhanh hơn, để giúp công ty thu hút vốn nhanh hơn và ra thị trường sớm hơn. Và khi anh chị làm tốt điều đó thì đồng nghĩa việc là anh chị sẽ có thêm nhiều cổ phần từ công ty. Đó. Cho nên không biết vui gì. Không biết vui gì mà vui quá vậy. Vui bởi vì quá nhiều thông tin tốt cho chúng ta. Không có cái niềm vui gì lớn hơn. Và sáng nay công đã phải viết một cái bài, một cái lời cảm ơn. Cả nhà có thể xem rồi đúng không ạ? Một lời cảm ơn đến tất cả các đài truyền hình lớn của thế giới, cũng như là các hãng truyền thông lớn thế giới, cũng như là ở trong nước chúng ta đã đồng loạt đưa tin về công nghệ của mình. Và rất hy vọng trong thời gian tới là gì ạ? Là chúng ta sẽ được đón nhận tiếp tục những cái thông tin từ những cái cơ quan đó, báo chí truyền thông uy tín nha. Từ những cái cơ quan uy tín của thế giới cũng như ở Việt Nam, liên tục đưa tin tiếp về công nghệ của chúng ta, để giúp công nghệ chúng ta lan tỏa rộng hơn ra thị trường. Bởi vì đây nó sẽ là cái giúp cho gì ạ? Giúp cho đất nước chúng ta và các quốc gia phát triển. Khi công nghệ này được áp dụng vào các thành phố lớn và những cái tuyến đường dài, khi công nghệ này chúng ta áp dụng vào gì, những cái công nghệ như là vận chuyển hàng hóa trong đô thị, ngoài đô thị, cũng như là vận chuyển container, thì nó sẽ giúp cho nền kinh tế đất nước chúng ta phát triển nhanh hơn. Và chúng ta đang làm những cái điều này là đang làm vì đất nước chứ không chỉ vì bản thân chúng ta. Thì lý do gì chúng ta không có niềm vui, có đúng không ạ?
chúng ta cần phải có niềm vui lớn hơn nữa. Bởi vì nếu chúng ta không làm được điều đó thì người khác vẫn làm ạ. Nếu chúng ta không lan tỏa cái giá trị này thì người khác vẫn lan tỏa. Và chúng ta hãy làm vì một cái đam mê, vì một cái sứ mệnh là chúng ta giúp đất nước của mình phát triển, giúp cho cuộc sống của chúng ta an toàn, giúp cho chúng ta đi lại nhanh hơn, an toàn hơn, thoải mái hơn, thân thiện hơn. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta đang làm vì một cái sứ mệnh lớn hơn nữa. Cho nên là khi chúng ta làm vì sứ mệnh và cái sứ mệnh đó được hoàn thành thì công tin chắc một điều là cái đồng tiền, cái dòng tiền của chúng ta nó sẽ tăng trưởng rất nhanh chóng ạ. Khi công ty của mình càng giá trị thì đồng nghĩa việc là tài sản của anh chị sẽ tăng trưởng rất nhanh đó ạ. Và điều đó là điều nó phụ thuộc vào tất cả anh chị em mình. Đó, phụ thuộc vào tất cả anh chị em mình. Chúng ta, rất nhiều người nói là gì ạ? Như họ không hiểu, họ phản bác, họ nói là chúng ta là những người đi hút máu người dân nghèo khổ đúng không ạ? Nhưng mà họ lại không hiểu ra cái sứ mệnh sâu sắc ở trong. Cái sứ mệnh sâu sắc ở trong đó là gì ạ? Đó là chúng ta đang làm việc một sứ mệnh lớn, giúp cho các thế hệ sau này của mình có cuộc sống tốt đẹp và an toàn hơn, giúp cho con cái của mình, các thế hệ sau này đi lại an toàn hơn, giúp cho môi trường sống của chúng ta sau này bình ổn lại và xanh sạch đẹp hơn, trả lại sự trong sạch cho thiên nhiên, cho bà mẹ thiên nhiên, cho lá phổi của toàn thế giới này. Thì điều đó là một điều sứ mệnh vô cùng lớn. Thế thì chúng ta đang làm vì sứ mệnh chứ đâu phải riêng vì làm vì tiền, có đúng không ạ? Và nếu như chúng ta hiểu được cái điều đó rồi thì chúng ta hãy làm hết khả năng của mình, hãy cháy hết mình đối với SKA, thì chúng ta sẽ có sự thành công lớn thực sự. Còn nếu như chúng ta làm một cách hời hợt và chúng ta chỉ làm nghĩ vì tiền thôi thì chắc chắn anh chị sẽ không bao giờ thành công lớn được, kể cả môi trường SKA cũng vậy. Đó. Thì đúng rồi, có rất nhiều người ngày xưa họ nói là mình lừa đảo, là sống ảo, là đa cấp này nọ. Và Công khẳng định một điều là ngày hôm nay có rất nhiều người bạn của Công vẫn đang nói Công đi lừa đảo. Và Công vui vì điều đó, bởi vì sao? Bởi vì họ thực sự là không bao giờ đứng với đẳng cấp của Công. Không bao giờ những người mà họ nói Công như vậy thì không bao giờ họ theo kịp và cùng đẳng cấp với Công. Cho nên Công vui vì điều đó, bởi vì mình đã vượt bậc đối với họ. Mình đã vượt bậc đối với họ. Thế thì chẳng có lý do gì mà mình không vui cả. Đó. Cho nên anh chị em mà ai đã từng bị người bạn bè của mình chửi mình là lừa đảo, là đa cấp hay cái gì đó, thì anh chị phải cảm ơn họ và cảm thấy vui vì điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã tự cho họ ở cái tầng thấp hơn của mình rất nhiều rồi. Đó. Cho nên chúng ta phải vui, bởi vì mình đang ở trên cao, mình đang ở tầm cao so với họ rồi. Cho nên đừng có bao giờ buồn. Công không bao giờ buồn vì điều đó, mà Công cảm thấy vui. Mình cảm thấy mình đúng là xứng đáng thực sự. Mình đúng là gì ạ? Trở thành một người làm sao? Một người cùng nhau thay đổi thế giới các bạn. Đó. Cho nên chúng ta không có một điều gì phải buồn vì cái điều mà những bạn bè người thân của mình nói mình, chê mình, nói mình thế này nọ, nói mình đi lừa đảo hay thế nào thế kia. Đây là việc của họ, không phải việc của chúng ta. Họ nói là vấn đề của họ, còn chúng ta nói mới là vấn đề của chúng ta. Chứ đừng quan tâm những cái chuyện đó, đúng không ạ? Và nếu anh chị em nào mà chúng ta vẫn còn buồn, vẫn còn xấu hổ về cái điều mình làm, thì anh chị cần phải xem lại bản thân mình. Mình đã làm vì lý tưởng chưa? Mình đã làm vì sứ mệnh chưa? Hay mình chỉ làm vì kiếm tiền? Và nếu như anh chị em mà đi làm chỉ mong kiếm tiền thôi thì chắc chắn anh chị em sẽ không làm được lớn đâu ạ. Ok anh chị nha. Cho nên chúng ta hãy làm sao? Hãy gạt bỏ tất cả những người bạn thường xuyên chê mình, thường xuyên chửi mình. Hãy bỏ qua tất người bạn đó, bởi vì họ không xứng đáng và không đứng tầm với chúng ta. Mấy tầng nào thì bay tầng đó. Mấy tầng nào thì bay tầng đó. Và nếu như chúng ta còn ganh ghét họ, còn khó chịu với họ, thì chúng ta vẫn đang ở với tầm với họ mà thôi.
Cho nên khi chúng ta lên tầm cao rồi thì bỏ qua cái câu chuyện này sau. Nếu một ai đó, nếu một con chó nào đó mà cắn vào chân chúng ta, chẳng lẽ chúng ta cũng phải làm sao? Hạ thấp mình xuống và cắn lại con chó đó một cái. Thì chúng ta đã bằng con chó mất rồi. Có đúng không anh chị? Cho nên đừng dại dột gì mà đi cạnh tranh với những cái người mà tầm thấp hơn mình. Đừng bao giờ đi cãi nhau với người tầm thấp hơn mình. Và người ta nói rồi, nếu như bạn mà đi cãi nhau với kẻ ngu ấy, thì họ sẽ thắng bạn trên những cái kinh nghiệm của họ có. Hiểu không ạ? Nếu chúng ta mà đi cãi nhau với cái thằng ngu ấy thì chắc chắn là với những cái kinh nghiệm của thằng ngu đó, họ sẽ kéo mình xuống và họ sẽ thắng mình đó ạ. Và họ sẽ biến mình trở thành một thằng ngu. Cho nên đừng bao giờ dại dột gì mà đi cãi nhau với thằng ngu. Đơn giản là như vậy thôi ạ. Ok. Chào Việt Cương. Đó, anh chị em hiểu không ạ? Và khi anh chị em hiểu rồi thì comment lên đây, chúng ta cùng nhau hiểu hơn đúng không ạ? Đúng rồi, tại người ta không tầm trung tâm với mình, chính xác. Và cho nên không có gì phải buồn anh chị em nha. Những anh chị em nào ấy mà chúng ta chia sẻ mà người ta không đầu tư, đấy là việc của họ. Và họ không hiểu biết, là việc của họ. À, còn chúng ta, nếu anh chị em thực sự là nghiêm túc với sự nghiệp của mình, nếu chúng ta mong muốn xây dựng cái sự nghiệp lớn ở cùng nhau với Skyway, thì chúng ta hãy làm bằng cả cái niềm đam mê và hãy vì một cái sứ mệnh lớn, đừng vì đồng tiền. Vì sứ mệnh lớn, và khi sứ mệnh đạt được thì tiền sẽ tự đến đối với anh chị. Đó. Hãy tìm người phù hợp đối với mình. Tìm người phù hợp đối với mình. Đừng biến người khác thành người phù hợp, mà hãy tìm người phù hợp đối với chúng ta. Anh chị em hiểu không ạ? Cho nên ta hãy tập trung vào gì ạ? Vào cái giá trị của công nghệ của mình, tập trung vào cái giá trị bản thân ta, để chúng ta lan tỏa, giúp cho bạn bè người thân của mình hiểu điều này. Hiểu rồi thì giúp cho họ làm sao? Cùng nhau đồng hành đối với chúng ta, để làm sao giúp cho họ làm giàu thực sự. Nếu như một mình giàu rồi, nếu như ngày hôm nay chúng ta một mình chúng ta giàu, và sau đó mấy cái đứa bạn mình chơi cùng mình ngày xưa mà nó nghèo ấy, thì sau này khi mình giàu thực sự rồi thì họ rất khó để họ đi chơi với mình được, và mình cũng chẳng muốn đi chơi với họ. Vậy thì nếu như anh chị em muốn là bạn của mình ngày xưa thân thiết rồi mà muốn làm sao, muốn nó làm sao cùng phát triển, cùng được giống như mình, thì mình hãy giúp họ thực sự. Đó, hãy giúp họ thực sự. Đúng anh chị? Và chỉ có cách là giúp họ thì họ mới làm sao, họ mới đồng hành với mình mãi mãi được mà thôi. Còn nếu một ngày nào đó mình giúp rồi mà họ vẫn cố tình không hiểu, thì tốt nhất mình buông, bởi vì họ không phù hợp đối với mình. Ngày xưa có thể là họ phù hợp, còn ngày nay họ không còn phù hợp nữa. Và chúng ta hoàn toàn có thể buông bỏ, thay đổi mối quan hệ đó. Được không anh chị? Rồi. Tất cả anh chị em chúng ta sau cái buổi livestream ngày hôm nay, chúng ta hãy nhắn tin, chúng ta hãy gọi điện trực tiếp cho các bạn bè của mình. Chúng ta hãy gọi điện trực tiếp cho các bạn bè của mình, trao đổi thêm một lần nữa về cơ hội này, để giúp họ hiểu thật sự về cơ hội. Và sau khi anh chị trao đổi rồi mà họ vẫn cảm thấy không hiểu biết, không đón nhận, không đồng hành, lúc đó anh chị hoàn toàn có thể buông bỏ họ. Và chúng ta hãy lựa chọn những người phù hợp để chúng ta làm việc. Em cảm ơn anh Duệ rất là nhiều. Anh Duệ vẫn chưa đầu tư đúng không ạ? Anh tranh thủ đi nhá. Trong thời điểm là thời điểm gấp rút rồi. Và nếu như anh không đầu tư, cả cuộc đời về sau anh sẽ không bao giờ có cơ hội để đầu tư với Skyway đâu ạ. Chúc anh tranh thủ trong thời điểm này. Đó, tranh thủ thời điểm này, chúng ta hãy tận dụng cái thời điểm mà công ty đang gấp rút này. Chúng ta sở hữu cổ phần của công ty với mệnh giá cực kỳ thấp, để giúp chúng ta trong tương lai chúng ta có được những khối tài sản thực sự khổng lồ. Bởi vì đến ngày hôm nay ai mà còn nghi ngờ Skyway thì thực sự là em phải nói một câu là anh em cực kỳ non đó ạ. Rất non, còn non lắm, còn non mà xanh lắm, cho nên chúng ta mới làm sao mới nghi ngờ thôi. Một cái mà cả thế giới người ta đang hướng tới hết rồi mà chúng ta còn nghi ngờ,
mà chúng ta còn băn khoăn, mà chúng ta còn e ngại, chúng ta chưa dám đưa ra quyết định, thì chẳng bao giờ chúng ta quyết định được một cái điều gì đâu. Cho nên đừng hỏi tại sao mình vẫn thất bại, đúng không chị? Nếu chúng ta một cái việc như này mà chúng ta còn chưa dám đưa ra những cái quyết định, thì đừng hỏi tại sao mà chúng ta làm mãi vẫn không thành công, vẫn thất bại. Là vì những lý do đó đấy ạ. Là chúng ta còn trì hoãn. Bởi vì Tony Robbins nói rồi, thời khắc bạn ra quyết định là số phận được hình thành. Còn nếu như bạn không quyết định thì chẳng có điều gì xảy ra cả. Mà bạn còn trì hoãn là còn thất bại. Còn trì hoãn là còn không thành công. Còn lý do là còn không thành công. Và khi nào bạn hành động hết lý do, bạn mới thành công thật sự. Đó. Còn nếu chúng ta còn trì hoãn, còn lý do này lý do kia, chúng ta vẫn còn trì hoãn hôm nay, hôm mai, ngày mai, ngày kia, tháng này, tháng kia, thì chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra đối với chúng ta cả. Và cuộc đời chúng ta nó vẫn cứ im, vẫn cứ trôi bình theo một cái dòng nước thôi. Các anh chị có hiểu không ạ? Và công mong một điều rằng những anh chị em nào may mắn xem cái buổi livestream ngày hôm nay thì hãy thực sự mạnh dạn đưa ra quyết định sớm nhất có thể để giúp cho anh chị sở hữu được thật nhiều cổ phần của công ty trong thời điểm này. Bởi vì để quyết định cho sự giàu có của một người thì cái con số nó quyết định tất cả. Và nếu như anh chị cái con số càng lớn, càng nhiều số không đằng sau, càng nhiều số không đằng sau thì anh chị càng giàu có. Nó giống như 1.000 với là 1 tỷ, với là 100 tỷ, với là 1.000 tỷ, thì anh chị thử xem là phải cộng thêm bao nhiêu con số không để anh chị trở nên có nhiều con số như vậy. Và chính vì vậy chúng ta hãy đưa ra quyết định để sở hữu thật nhiều số không đằng sau, được không ạ? Hãy quyết định để sở hữu thật nhiều số không đằng sau thì chúng ta mới thể đến giàu có thực sự. Và công mong là anh chị em sẽ làm được điều đó. Công tin là anh chị em sẽ làm được điều đó. Còn đối với Scoring ngày hôm nay thì công không cần phải nói nhiều nữa rồi. Phân tích nhiều quá anh chị em lại nói là ông này ông đầu tư rồi, ông nói tốt về công ty, ông chỉ nói tốt về công ty thôi. Cho nên công không muốn nói nhiều nữa, bởi vì nói nhiều quá thì người ta sẽ bảo mình là chém nhiều. Cho nên là công phân tích vừa vừa thôi. Phân tích những cái mấu chốt để anh chị em hiểu ra vấn đề là chúng ta nên đầu tư hay không, công ty có thật hay không, là cái điều mà đưa cho anh chị thôi. Còn bây giờ mà phân tích về công nghệ, về nó tốt như nào, thì anh chị cần phải là những người tự tìm hiểu và đưa ra cái nhận định của mình. Bởi vì người khác nhận định, công nhận định thì đấy chính là vấn đề của công thôi. Và khi anh chị em tự nhận định mới là vấn đề của anh chị. Đừng nghe công nhận định hay là đừng nghe bất kỳ ai nhận định, mà hãy nghe trực tiếp cái người con người bên trong của mình ấy. Con người bên trong của mình ấy là cái nhận định chuẩn nhất đó ạ. Nhận định trên những thông tin mình nắm bắt được thì anh chị tự đưa ra quyết định. Còn chẳng ai quyết định trong cuộc đời anh chị được đâu. Ok ạ. Bạn cũng gặp vậy à. Đúng rồi. Có rất nhiều người, đúng không ạ? Có rất nhiều người chúng ta chia sẻ, họ nói là chúng ta là đa cấp, là lừa đảo, là chuyện bình thường mà. Cho nên là không có gì phải làm băn khoăn, hay là không có gì phải mà cảm thấy lạ khi mà có những người họ nói như vậy. Bởi vì cái tầm của họ không bằng mình. Đó. Ngày hôm nay thì chúng ta hiểu một điều là trong thời điểm này là chúng ta đang trong thời điểm gấp rút để chúng ta thị trường. Thì có thể là cuối năm nay, có thể vào cuối năm nay là chúng ta đã kết thúc cái lộ trình gọi vốn rồi. Và anh chị em sau này có muốn nói đi chăng nữa cũng không có cơ hội để nói đâu ạ. Sau này chúng ta có muốn nói là Scoring lừa đảo hay cái gì đấy cũng chẳng có cơ hội để nói được đâu. Bởi vì khi công ty kết thúc lộ trình gọi vốn thì chúng ta có muốn cũng không thể nào sở hữu được một cổ phần nào của công ty đâu ạ. Anh chị em nha. Rồi. Rồi, công sẽ tạm dừng cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ở đây. Bởi vì công còn rất nhiều cái việc phải làm, cho nên công tranh thủ lên để giao lưu với anh chị em một chút. Bởi vì công và anh chị em đã làm sao? Đã xa nhau hơn một tuần nay rồi. Đó, hơn một tuần nay rồi công hơi bận công việc một chút, cho nên công chưa thể nào lên để tương tác với anh chị em được. Hôm nay công tranh thủ lên đây khoảng 30 phút thôi, không nói nhiều được. Đó, cho nên là
Chúc tất cả anh chị em sau cái buổi ngày hôm nay, hy vọng anh chị em sẽ nắm bắt cơ hội thực sự. Hãy thực sự nắm bắt cơ hội và hãy nghiêm túc đối với cái thông tin này để giúp bản thân anh chị đưa ra quyết định sớm nhất có thể, đúng không ạ? Rồi, xin chào tất cả anh chị em và chúc em chị em buổi trưa tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và tràn đầy thành công. Tạm biệt anh chị em ạ. Còn cái vấn đề gì anh chị em chưa hiểu, có thể comment hoặc là nhắn tin riêng với Công, hoặc gọi điện trực tiếp cho Công để Công có thể hỗ trợ trao đổi thêm cho. Đúng không anh chị? Rồi, xin chào tạm biệt tất cả anh chị em nha. Bye bye ạ.